Cứ vào dịp cuối năm chuẩn bị cho Tết cổ truyền là nhiều vùng quê ở miền Nam lại có những đêm hội chợ kéo dài đến mấy ngày Tết cổ truyền và cả ra diên với gánh lô tô, trò phóng phi tiêu, các sạp trò chơi với phần thưởng là những vật dụng hay đồ dùng trong gia đình. Địa điểm diễn ra hội chợ thường là những bãi đất trống gần chợ, trường học. Khách tìm đến là người dân xóm làng quanh đó. Bà Nhớ, cư dân địa phương, chia sẻ. Nhà cái bữa này ngày nào cũng ra hết à. Như là hỏi nắng lên á, nắng nắng vậy nè, thì ta về. Lâu lâu rồi, hồng một năm về lần, nhiều đoàn lắm. Có thể đoàn này đi, đoàn khác về cũng chừng nữa. Nhưng mà đâu có dịp gần Tết vậy nè, mới có thôi. Đi mình coi những đứa cháu đồ cho nó đi thoải mái, hào hứng với tụi nó thôi. Tiếng rào của gánh lô tô vang trong đêm sẽ lôi kéo người dân tìm đến. Những chiếc vé rao bán vòng quay số tròn đều xen lẫn câu hò, câu ca. Con số gì ra, con số gì ra, cờ ra con mấy. Được các chị đào bo tròn vần điệu. Cứ như thế tự nhiên đi sâu vào ký ức miền quê của nhiều thế hệ. Với ông Tư thì hội chợ như nỗi nhớ tuổi thơ. Còn với bà Huyền thì đây là dịp thỏa sức ngắm nhìn ca sĩ. Nói chung là cũng vui, nhớ lại thời tuổi thơ. Năm nay thì thấy rất vui, rất khỏe. Chủ yếu là coi ca sĩ không à. Ở hội chợ còn có nhiều trò chơi dành cho lứa tuổi con nít. Với trai tráng thì đủ trò, từ bắn gì trúng nấy cho đến trò biến thể của bầu cua cá cợp với vòng quay số nặng tính hơn thua cờ bạc. Và chốn làng quê, mỗi khi thấy cái cánh hội chợ mở ra dịp cuối năm là biết mùa Tết đang về.